nè tặng ngon nếp và hai chuyện đăng ngay thay nhôm ban tờ hiến make up nơi cửa đế nơi khai môn đại miên tờ lấy hộ tờ đọc bay pon đồ lá hơi cái hiến tập hẻm ngay nè ngon nếp chân cũng ai khác cứ nhôm ban thua video muối đại dạy ông bị bật bị sao cho cam một hiếp hai cỡ đôi chiếm mây hiến tao nhôm chạy kê khá tờ thân nạn nâng xạ xong nâng tờ lấy bay pon đồ lá nâng ọt chân và xin chân nè ngon nếp chập ở đó hai cỡ đôi chế chọn nâng thay tao kê hiến ai kê khá tịch nơi kê ai kê khá đưa môi còn nè kê để quật mình cùng đúng chăng mà hiến nái nè tặng ngon nếp cua tạm mơ video ni đó chọn chân ở lời như cùng ai khác bé nhưng chắc đàn ở kia chà ngày nay cứ chuyện ngay tới môi để nhóm tư riêng make up chà chun cô đắng ở bỏ vô cái đây sao mai chuyện môi rồng phơ ta mai nhìn nó sát bên đó trong cho camera ơi make up ta hiện make up kia ao nhóm make up về ba hai chiều dương thử prắc thì nó lượng một lửa này như chăng á thấy à vậy ta ấy ăn make up ngon kia nè cái mai nghiệp ta cha nó về đây châu mà đó thằng hiền phim mẹ làm thằng đồng phơ mệt tên cứ kê bàn ao plát chmu dương mẹ mui đồng bay ao khủ sùa hai dương chấn á nè hai bà tọt máu cứ kê miên ao cả đạp mây hiền màu dương hai cả đôi chìa phong chân nhị than để nơi chất nâng đời xa tập bay thằng ai dương thở đau ở nhầm khuôn ai chấn á nè ở kia chấn mây riêng tim mũi cứ kê về ông pk base rưu mui cò mà sai tận nộp bọt kề thằng kê liệp bạch một mở chấn á nè chấn mà cả nạt ngay từ bốn cứ kê hiền pì từ đời chấn khủ cứ quạt bàn ăn quạt từ lơ một đề bạn ta nhôm thọt ao nè ao nè ban để sang kiện ao thọt chấn á na chấn bắt đầu bị khu hiền từ đây hái cứ dương ban bài thằng ngày chấn đi bài thằng ngày nhôm ban nhám chồng mùi nắng kiểu vậy đó ngang nè ao nè còn vì hiện sạp sạp vì ở sân minh chị đây tê tay từ tu dọ bàn và tôi bị nhâm bài tháng ngày hái cứ dương thử mà hiệp trong tộc make up bờ dương cứ dương thử đạ vặn make up bờ dương tận ăn lửa tộc bờ dương chấn hơi dương lần thử phạt một ao classmate mùi còn mệt ruộng thanh nặng bờ dương chấn nhâm phạt ao chân em mẹ mà đâu chấn nào khi khuyên quạt nhi nơi lửa một nhóm nâng từ bốn cứ kê bị hiện bị lập biệt sầm ăn một sân môn đường dương make up đời xa ta vi sầm khăn mình tên nó về để bài dục một dương sạch hái bàn dương liệm mà sai tới châu hái vi long là thiền tiệt chấn nó về để quạt phạt ao nhóm hái cứ nhóm chập đam phạt ao quạt So this is my friend. She speak Chinese and Korean. And nắng quạt ở quạt quạt dây chân hay dây hay dây Korean hay có đi ăn lì. And nếu dùng dây chân này hay ở lại dùng dây buôn thì sao này? Ok, tập bay dùng chân lỏng vậy. Không ai không ăn lì, không chân không Korean không già. So good. Yeah. Sao mẹ nhóm ngay tim mũi cứ mẹ rõm tha vò là mình tên rồi sao ta cái phát đau khlăng 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 mình tên mà ngay sân tha khơi mà sao anh tích có khủ tha khẻ khlăng đây dân nhóm ôi tập mũi 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 còn ta thua một quạt nó ngay phát này phát ấy có trong mà màu chiên đài chân đôi xe mũi mũi cứ dân tọ 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 phát chân ngay chân mẹ rõm tha vì thầm mây mình tên class ngay tim mũi cứ chọc ấy hơi đuổi phiền nào khi khơi mục nhóm mặt này cứ ngày nâng kê hiền vì ta ơi make up bài từ đấy nâng cứ kê lip base mà chấn á na chấn nhóm kết tham vì muốn dân chơi make up vía phiệp đôi dân chơi thơm mà hộp chân này khi vô lọt bên tay lỡ vía khó khăn nè đôi nào khi sao mày tha vì muốn dân chơi ta thua mà hộp khăm ai lỡ dân thử mà thua mà hộp cổ rề chấn vai khó khăn nè ấy khó khăn nè ta mộng lại nhóm mẹ nóng đôi nhóm hiền make up mà đồn tiền mộng á nhưng make up bao cái đấy cứ kê thua mày thua tới thua mày ơi mà sai nước đôi mềm mà sai mỏng á đôi bánh mọc dơ mỏng này ok nên chân mềm là kê để quạt miên snap chở nơi chân cổ mơ tớ ọt khơi perfect đài bàn tay mơ máu ọt đơn liệp mà sai gây còn là thay áp cái đẹp chuyên môn màn tích dân tờ so it's good to know like what we like ý chân á nè chúng bà xin chị ngay khỏi nhóm trong phát một bài thông chuyện khăn này chân tớ nhóm anh phở sai cái đấy nâng bàn tay bà xin chị tư phát một tỷ nhóm ca để thở ca perfect skin ấy mỏ dương nơi tập phở sai mình áp chắc dương đại chân á chúng nhóm surprise mình tên là sao nhóm kết tha phát một cái đấy sẽ ăn chiên phát một ni phát một nụ ấy chân á bàn tay đập bê sợ mau với miệng đôi dương nghe mà hộp chân này ở kia đôi nè khá quan cho chật mà hộp thay nè khá quan cho chật mà hộp cái đấy nè khá quan cho chật mà hộp chụp bòn nhóm á nên chân vài khó khăn nhất mong chung is good to check chord for paid make up nang anh chung sexy good check, good check, hide the check. Oh my god, some new chance I have.
Xin chào nhóm ở kia, này cứ chiều ngày tí pi để nhóm bạn mà riêng là lời cổ phong tạch đa ở tư xà lạ chà. Vì tư ở play tư xà lạ nhóm sẽ ta hàng thầy thầy. Dân nên ní ơi, kê chắp bắt đam hiền mong mong đọp nè ở kia. Mong đọp bằng kê chắp đam hiền, vậy tư mong mong buồn ấy nè ở kia hổ hàng nhằm ấy ăn miên mong mình là hàng một vang ấy. Chân ngày tí pi này cứ nhóm ăn miên phút thách ở nhà ngọc này ơi cứ kê hiền pi đà ra xâm tải cái phát mộc mạch chân á nè chân là lợi dương châu đo ngày tí bây mộng này cứ chừng ngày tí bây thì nhóm tư hiền ngày nó cứ vẽ trăng mình tên anh nhóm ở notice tha nơi cửa rế cứ ở xâm miên nẹ vẽ trăng này hay nhóm cho chất kê tới nhóm lặng trăng kê kê lặng mơ cục mùa lại nhóm vẽ trăng ngày nó cứ nhóm hiền make up ở K-pop idol so nhóm cứ ta bị bẹ dẹ tư nó bê để classmate nhóm phát một áo tới với chỗ khá nhiều chẳng hạn dạ lỡ trăm xem ngay thì bây này cứ bị xem mình tên hay nhung cho chất khổ nhung ngày nâng mình tên là sao con chơi ăn lề mộng nào không nên bạch thời ca nè bộ phê hơi một đề nhung ngày nâng sát khăn mộng á chân cứ quát bị dột ban đi theo khăn mình tên cứ quát ban phát tên lơ một đề bỏ dưỡng á chân ngày nâng cứ kê phơ khơi tên lơ đà ra bê lan chạc bê phương ban chô bê ở experience thay bê quát hoảng bạch như hình chân cứ dương thật phát mục là bị mệnh chân cứ quát ban đi theo khăn mộng hơi xem mẹp K-pop idol cứ kê bắt đầu xâm khăn tên lơ thường mệnh ao mục dương khmêng chăng ca phat poal phat ai sêng sêng cứ thua mịch ao jeung chênh mau khchut hay khmêng hay jeung leng poa hieng đật chăng hòa đong tae nẹo khne chăng nhai tha tu bây chi đật mịch kđaoi co phiep phiep chmuoy nung nhom make up hòa đong nơ ta sial chăng nhom make up hòa đong dai bà tỏ bị khủng phát nó lên một đài hai lần đầu pe dương vật hạt khuôn anh mà đòn chân ở lưỡi cứ dương thở ca hiệp trọng tật sần chân đôi nào nếu anh khơi chân cứ ca bao ước ai xa đủ tật o hay hiệp phần là tập ho nó lưỡi nâng tật o thua dương mềm hiệp ngay xuống không ca phát một hay lươn khả năng mềm tên mỏng chân nó pe để dương hiệp nó lưỡi tóc hái cứ dục chập đào phát một ao khuôn anh ngay chân ngày nấy cứ nhôm sông khủ phát một khuôn anh để xa tại nhôm phép quạt tha nhôm ở chỗ chập phát một ai kêu hay chân đánh tiện nó pe để nhôm phát một ai khuôn anh nhôm mềm pe lằng buồn màu này ở kia sợi sẽ rõng thương mệnh mà sạch chẳng á hơi dương bàn xoay vô bình một luôn anh cho bà chừng muốn tiệt ca phát một K-pop này cứ kê lên cơ lỡ nó khang khổng phânêch hay cho mùi nâng hồn phânêch mới tới ở chỗ bà mà say á chẳng đôi nào không nên bàn khơi chẳng hồn phânêch bao nhiêu ngày nâng cứ sạch mình tên hay xâm khăn mới tới thòm chết để xa cái đau mà say mình bật mà đông tặng ai hề khi con cứ chiếc khủ nhôm nơi ngày này and quạt ban biểu hiện make up nhôm nơi ngày này. I told them that this is the makeup look that you take from today. Yes, yes. So good. You did so well. Thank you. Lần cứ nhôm tranh vì thay make up nhôm mấy nè ok này cứ chìa make up nhôm nơi natural daylight sát khăn mình tên mỏng á. Lần nó cứ đai từ tinh à hồn phân này nè. Trong vậy tha mà hiện make up thay hiện mổ mấy nè thay tinh vằn. Đó có cái đầy sốc ta nè ông kia. Cũng bọc bóng trao cái đầy xe máy nâng nhóm đáy cất hai nhóm ách mà hiện đau vào đấy chân cái nè ông kia. So yeah. Ngày tí buôn này ca riêng bao dương ban mặt đo ngày nâng cứ ở toàn ban tới thân ai nhung ngơ bình bình lồng tích được xa khủ nhung qua tha trong nón bụi nhung từ mưa salon bò xa lá nhung mỏng á để qua từ tu phát một con cầm mỏng đưa môi cỡ đôi salon nhung tu tờ chẳng ta salon cái xa ta hơi nông nâng có quạt ban tăng poster để quạt ban phát một ai đà đạp xem xinh chẳng á tập bây tới đó nhung khơi miên con cả lọ con cầm mỏng ấy nâng nâng thiếm chăm phát một đầm bầy từ ngày ca bụ quạt đài chẳng nhung ban dậy lên cho mùi khủ chẳng sợ bài mình tên hay bị tỏ mắt cứ dâng châu tật đỏ thật nạn riêng. Sự đây hẹn ốc nhớ. Ngày mình cứ chỉ ngày tìm buồn đại dương máu riêng make up. Mình nâng cứ nhau màn tờ salon. Ngày nâng cứ dâng riêng make up bridal. Côn cơ mộng. Vì ác xem. Riêng make up. Riêng make up. Oh, the same. Riêng make up. Riêng make up like a study.
សម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនឹងវិញគឺ K Bridal ឬមួយក៏កូនក្រមុំកូរ៉េអញ្ចឹងថ្ងៃនឹងគឺគ្រូគាត់បានផាត់មុខ detail ខ្លាំងមែនទែនទៅលើកូនក្រមុំហើយគាត់នេះគឺជា instructor មួយដែលខ្ញុំមើលនៅក្នុង YouTube គាត់បញ្យល់ detail ខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់គឺល្បីថាគូអញ្ចើមកូរ៉េស្អាតខ្លាំងហើយថ្ងៃនឹងក៏បានអង្គុយស្ដាប់គាត់ដែរហើយគាត់បានឲ្យ advice ខ្ញុំបានច្រើនមែនទែនការផាត់មុខកូនក្រមុំគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើស្បែករបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើຫມិច្ព្យាយាមឲ្យស្បែកនឹងគឺfoundation អត់ខ្រាស់ពេកអត់ស្ដើងពេកមកកូនក្រមុំយំទៅក៏អត់ដាមទឹកភ្នែកណាអ្នកនគ្នាអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមធ្វើຫມិច្ឲ្យភ្នែករបស់កូនក្រមុំក៏ស្អាតដូចគ្នាហើយការដុតរោមភ្នែកធ្វើຫມិច្ឲ្យវាងស្អាតហើយនៅពេលដែលកូនក្រមុំយំទៅគឺអត់បតាអីអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏ចាប់ផ្ដើមរៀនផាត់មុខខ្លួនឯងដែររៀងថ្នឹកដៃបន្តិចហើយអ្នកនរគ្នាដែលសារយើងបានប្រាក់ធីបាន3ថ្ងៃហីហើយផាត់មុខខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺស្ដើងមែនទែនហើយព្យាយាមមើល color ថាតើដាក់ភ្នែកយើងគួរប្រើពណ៌អីដើម្បីវាបាត់អញ្ចឹងណាផាត់មុខធ្វើម៉េចឲ្យចេញស្ទុនហើយមើលទៅនៅតែធម្មជាតិស្អាតអូខេអ្នកនរគ្នាចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបានរៀនចប់ថ្ងៃទី4ហើយនិយាយទៅថ្ងៃហ្នឹងគឺគេរៀន make up កូនក្រមុំអ្នកនរគ្នានេះកូនក្រមុំរបស់កូរ៉េនិយាយទៅគឺធម្មជាតិមែនតើបើយើងភាពធៀបជាមួយនៅខ្មែរសង្កថាស្រាលជាងអ្នកទៅ make up និយាយទៅស្រាលជាងខ្ញុំ make up រងថ្ងៃទៀតហ្មងណាអ្នកនរគ្នាគាត់ដាក់ថាគេ detail ខ្លាំងហ្មងហើយខ្ញុំចេះបានច្រើនមែនតើពី make up ថ្ងៃនេះហើយជាពិសេសខ្ញុំ make សុំគ្រូ make up ខ្លួនឯងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាចឹងគាត់ប្រាប់ពីទម្រង់មុខខ្ញុំហ្នឹងទៅខ្ញុំស្រាកដោះស្រាយបញ្ហាច្រើនខ្លាំងមែនតើហ្មងនិយាយទៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើហើយខ្ញុំនឹងទៅធ្វើវីដេអូចែករំលែកបទពិសោធន៍ហើយក៏ដូចជាធីបដែលខ្ញុំចេះដើម្បីចែករំលែកទៅអ្នកនរគ្នាចឹងណាសប្បាយចិត្តយ៉ាហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ make up ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងមែនតើស្រាកខ្លាំងហ្មងណាអ្នកនរគ្នាខ្ញុំមិននឹកស្មានថាមុខខ្ញុំអាចលាបស្រាកចឹងហើយវាស្អាតចឹងណាលឿនខ្លាំងមែនតើយើងដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃការរៀនរបស់យើងហើយយើទៅថ្ងៃនេះជួបគ្រូធំហ្មងជួបគ្រូដែលគាត់បង្កើតចុងសំយោលគឺចុងសំយោលនឹងហ្មងអ្នកនរគ្នាយើទៅខ្ញុំបានជួបគាត់ខ្ញុំរំភើបឬជួប idol យ៉ាងមែនថ្ងៃនេះគឺពិសេសខ្លាំងមែនតើមិនតែដោយសារតែមេធំគឺគេមិនអោយថតតែម្ដងថ្ងៃចុងក្រោយនេះប៉ះគ្រូធំអ្នកនរគ្នាគេអោយថតឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលហីប៉ុន្តែមែនថ្ងៃនេះគឺល្អមែនតើហ្មងណាគេអោយយើងចេះមើល color ភ្នែកថាតើយើងគូ make up ពណ៌អីសក់ពណ៌អីចឹងណាខ្ញុំព្យាយាមប្រឹងចាំហើយចាំប្រយោគរបស់អ្នកអរគ្នាទៅព្រោះមីនេះនឹងគឺខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេហ្មងប៉ុន្តែគេអត់ឲ្យថតទេអ្នកអរគ្នាអញ្ចឹងបើអ្នកអរគ្នាចង់ដឹងប្រហែលត្រូវមករៀនដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាហើយវាល្អខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំត្រូវប្រាក់ទីច្រើនហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំត្រូវ make up ឲ្យខ្លួនឯងដែរ make up ឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យគ្រូដឹងថាតើមុខយើងស៊ីមួយពណ៌អីពណ៌អីអញ្ចឹងណា so it's really good and so excited ឥឡូវទៅញ៉ាំបាយសិនឥឡូវយើងញ៉ាំបាយហើយឯងគ្រាន់តែញុំមកតប់ skin care ពុបគឺគ្រូធំមកស្ទាបមុខញុំហ្មងមានអារម្មណ៍ថាសំណាងខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាលើស្ដាប់គាត់បញ្យលតិចទៅ You're getting facial from her. Thank you. It's my honor. Onna ni skincare. Finish the skincare and then put on the foundation or concealer or powder, right? But when you have too much grease, the foundation. Talking about what? It's gonna be mixed. Yeah.អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកអរគ្នាថាគ្រូខ្ញុំគាត់បញ្យលមិញអញ្ចឹងមិញហ្នឹងគឺគាត់មកស្ទាបមុខខ្ញុំទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំប្រើ skin care ច្រើនពេកអញ្ចឹងកាលណា skin care ច្រើនពេកហើយយើងដាក់ foundation នៅពីលើគឺវាអត់ smooth ទេវាធ្វើឲ្យយើងឡើងខ្លាញ់ហើយវាអត់វាអត់មិចចូលគ្នាអ្នកអរគ្នាអញ្ចឹងមិញហ្នឹងគឺគាត់បានជូតឲ្យគាត់ញីពេញមុខខ្ញុំដើម្បីឲ្យ skin care ហ្នឹងចូលមុខខ្ញុំបានល្អហើយបានយើងដាក់ foundation ពីលើអញ្ចឹងគឺគាត់ព្រៀនយើងឲ្យចេះស្ទាបមុខខ្លួនឯងថាប៉ុណ្ណាវាអត់ស្អិតពេកវាអត់រលោងពេកនៅក្នុងការដាក់ម្សៅពីលើចាឥឡូវគឺយើងចាប់ដើមផាត់មុខហើយនេះគឺជាប្រដាក់ដែលខ្ញុំទិញពីសាលាគឺស្អាតមែនតើហ្មងគឺគេមាន concealer មានអីទុកយើងលាយពណ៌គ្នាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ដើមផាត់មុខខ្ញុំតាមជក់ហើយយើង color correct 1111អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងផាត់មុខលក្ខណៈលឿនឯងអញ្ចឹងវាខ្រាស់ជាងរដងបន្តិចប៉ុន្តែស្អាតមែនតើអ្នកនរគ្នាឃើញនេះគឺខ្ញុំដាក់ម្សៅតែមួយជាន់ទេតែមានអារម្មណ៍ថាពណ៌ស្បែកយើងគឺស្មើគ្នាហ្មង before and after គឺពិតជាប្លែកមែនតើហើយធម្មជាតិណាក្រៅណាអ្នកនរគ្នាហើយបន្ត
tọa máu nhung chập đầm đã cờ lợt bò về tới ngày ní cứ dương bắt đầu sầm khăn từ lơ tha táo nơi pe đại phe dương bò nâng ấy bò nâng dương cua đã bò ấy chẳng ấy chẳng nhung vò mình ta nhung cứ thay nhung score bò cho ba hai tập pe chụp khủ nhung ní cứ nhung nơi niệm một nhung nâng cứ nhung chăng ngon mỏng tha hết ấy còn ní mệt bay tức khủ tức bay cả hòn vừng nhung á nhung mơ lần chẳng đánh cho hay ắt nực mà nó luôn anh tiền khó á hai khủ cứ quạt bàn chui nhung ở hồ sẹm trao nhung áo sạch mình tên hay nhung sạch lạnh sẹm trao để quạt cung lửa nhung mình tên mỏng á nè ok nè ní cứ chỉ make up để dương bàn ơi make up hào ấy ngày ní đây nhỏ cái đi cứ chia classmate là sốt ăn bọc nhóm I said this my beautiful classmate me hello chăng là make up class dương cứ trở bàn chập hay chăng nhung cùi sẽ đạp cho nó bắt đầu bớt sớm nẹp nẹp hay ni nhung có phải cho nó bắt đầu nhung đai chia phía sau ông lý It's really changed how I think of makeup, but it doesn't mean that my skill before is bad. But I feel like I just add something more. It's like before I only know how to cook one dishes, but now I feel like I know to cook another dishes. Yes, I feel like makeup is fun and it depends on what we want. I found out that Korean beauty really bring out our own skin. Like I still look comfortable in my own skin, and I like the first time I do makeup on myself, I think on the third day, K-pop day. After I go back, I don't believe that the makeup gonna stay on my face because the foundation is too little. I was like, no, it's not gonna stay on my face. It's gonna be pretty for like 1 hour. And then after like 6 hours or something, I was like, I look in the mirror like, how? I feel like a lot of people want to have like natural makeup, but they end up putting too much foundation and start to contour. And it just like add more and more. And I feel like it just found another new way to tell everyone, and I'm so happy. Chăng là lời cư dương mà đòi pê tờ tua xin nhạc bạch hói xong nẹm nẹm quạt thần lớn á hay ní cư quên xây nịa đài vậy tớ cư chích chút ách chào mộng chà thọt mùi khủ hay thọt mùi xin nhạc bạch nơi ta mẹ rõm tha ươi lươn mẹn tên phèm ngay lươn khăn mộng á nè ọc nìa chăng là lời nhóm nì dây lũng ớt bì xà lá nhóm ào nè ọc nìa đã xa nhóm dây tha chăm nhóm phép bò mẹ nè ọc nìa trong video ố chăng nhóm score xà lá nâng đời xa ta xà lá nâng là bầy mẹn tên nhóm mơ tam YouTube á chăng xà lá nâng mẹ chú mua tha chong xàm nhô chăm nhóm đạo website quát nơi lưu caption nè tặng ốc nè ai châu từ mơ tha ta quạt mình class ý kê khla quạt miên thân nạc beginner xe mẹp hèm đọc ngay gồm miên miên thân nạc intensive course đột nhóm ní xe mẹp nạc kê đầy quạt miên bắt bì sao make up hèm chân nam láng bàn châu hiền ban miên lạc nạc hiền tập hẳn mô côn gồm mộng gồm miên mà nè anh gồm miên đài chân dương ai mơ check mơ schedule nước nông website bọc quạt bàn chân á xe mẹp thân nạc nhóm đầy nhóm hiền ní cư intensive make up course đài xe mẹp nạc kê đầy quạt check make up xe hấp đưa môi chiêng hẳn mộc đầy quạt trong check bì các buôn cái đấy lủng ớt tai mà đòn chân châu mà không nói cứ kê hiện dương ly po hiện dương mơ mốc hiện dương mơ tùng rộng một bò nhiều dương hay cái đôi chữ luôn anh thay dương cua ta phản một mấy ở trên concept đại dương trong bàn hay xem đẹp thanh nhom đi đái cứ miên dạ pe phèm ngày hay tờ châu bán lưu tra ta nè tặng ok niêm miên skill make up đưa môi cầu trùng điện make up lưu pe phèm cho nam lang tử chân xem đẹp nhung nhung mẹ làm thay nhung sờ lạnh thanh nâng mệnh tên hay nhung bán chơi trốn khăng mệnh tên style make up tầng product tầng ca li po em xem xanh cứ copy ấy để nhóm thọp ở đằng tầng ao mỏng ở trong bia làm tha hiện trái ban chờn trong năm giờ không tha nè tầng ao nem mưa video đi hái có tự ban trên này đằng ấy phải đài hai chưa biết xe bờ sân trên này ao nem bên sầm núa trong ngõ lấy trong xu nhóm nè tầng ao nem ai tròn nơi comment ban nhé ao nem cứ chia sẻ cứ chìa make up ngay trong khỏi nữa ngọt nìa chung là cái nhóm bạn sẽ nhạc bạn đây nhóm sẽ bài chất khăn bệnh tên không á chứ not believe like a dream cái đời sống bắt môi chứ chọc like that cannot wait to share tip for everyone chứ nhóm cứ tha vlog này ní cứ miên tập phần nông tê nhóm sẽ không ta này ngọt nìa chỗ chất hay sẽ không ta vlog ní có ai chùi chìa bò miễn muối ở này ngọt nìa hay nhóm trong phát đam này ngọt nìa tha bật xin chìa này ngọt nìa miên cái đời sống bắt môi muối á dương cùng bò bong trào vì vậy chẳng có nên đôi nhung chẳng nhưng mà đai nắp xanh hay nhung anh mang có thể hiện make up bên nào ok nè tay lúc cạnh mi nào nè nè ok cơ nhưng đi xin nhạc bắt nó được đai nhung bên nào nè ở miền dream là dương thuở toàn ba đôi môi cái ấy cả đào cùng liên tục hưởng chặt dần ngày nam muối dương cùng tại thuở ba này
Hay một tiết nhóm trong phép này ở kia thay we are never too old to study. Nhóm cất thay mà được dương ở bên này kia là ổ phục còn đừng lên trong hiến tiết đây. Miễn ấy thầm mây thường hiến hồ để xa phục lục dương prai bà rùa là hồ chẳng nên chẳng bà xin chân này ổ phục trong hiến. Cũng cất thay để xa khuôn anh cha thư môi của khuôn anh khu phê chẳng á. Vì ổ miên ấy thử khu phê để xa còn được dương trong hiến trong chết ấy thầm mây dê xô. I hope this helped chẳng ổ phục này ổ phục này xin rạp ca mơ video này. Chúc khi nâng video khỏi. Bye bye.